Mình sẽ mở ra cái tấm e căng đẹp lắm mọi người. Tấm e căng cực kỳ đẹp. Đây, bạn có thể lấy nét cận cảnh cho mình cái chất liệu vải của e căng này đi. Thứ nhất, dày. Thứ hai, cái màu sắc, cái độ hoàn thiện của tấm e căng này rất đẹp. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng loa mà mình đang chuẩn bị đi lắp đặt cho khách hàng. Thì ở đây mình tiện dụng Vũ sẽ làm review các bạn, cho bạn khui cái sản phẩm này ra để phân tích cho các bạn về sản phẩm này. Đây, hôm nay là cái lô hàng mình chuẩn bị lắp cho một khách hàng. Tuy cái phòng này nó không phải là một phòng rất là to, nhưng mà thiết bị khá là cao cấp, nó rất là xịn các bạn. Nhìn nhỏ nhưng mà rất là vỏ các bạn. Ở đây chính là một dòng loa mà mình đã hình như mình đã từng mở cho các bạn rồi, nhưng đây là một series đặc biệt hơn và mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây chính là dòng DALI OPTICON của Đan Mạch, và sản phẩm này được made in tại Đan Mạch. Lần trước Vũ đã có review cho các bạn về cái sản phẩm. Đây là dòng DALI OPTICON Onward, thì đây là cái dòng mà Vũ đã review đợt trước rồi, nhưng dòng này thì sẽ thấp hơn và dòng này sẽ cao hơn. Và tại sao mình lại chọn cái dòng này cao thì giờ mời mọi người sẽ xem. Ở đây nó sẽ Vũ làm tư vấn cho khách hàng. Ở đây nó có hai sự kết hợp nha mọi người ha. Khi mà mình tư vấn khách hàng đây thì sẽ hai vấn đề, một là về chất lượng âm thanh, hai nữa về dòng tài chính, để nó cân đối, nó hài hòa cho khách hàng, nó vừa trải nghiệm được. Đây các bạn thấy chưa, các bạn thấy rất là xịn luôn các bạn. Đây là những cái miếng dán của dòng này. Các bạn thấy chưa? Đó. Đây, rất là xịn ha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vào, nó cho mình những cái lục giác để mình kèm theo, để mình đỡ ra, nó nặng. Bạn ơi, Sang ơi, phụ anh đỡ nó ra giúp đi, nó nặng. Đây là đúng rồi, hơi nặng một tí. Rồi ok, rồi lấy cái thùng ra giùm anh cái. Rồi đây bạn coi, nó to hơn. Đấy các bạn, đây là những cái dòng mà cao cấp á, thì các bạn thấy túi nó bọc cũng khác đúng không các bạn. Đấy. Lát nữa mình sợ mở ra mình bị dính vân tay. Và đây là hàng mình đã bán cho khách hàng rồi nha, nhưng mà mình sẽ lắp theo cái kiểu công trình nên mình được khách hàng hỗ trợ cho mở để mình review cho mọi người trải nghiệm thêm nhiều dòng loa trên thị trường hiện nay. Ra không hay Vũ có những loa gì mới thì mình sẽ review nhanh nha mọi người. Vũ không có chuẩn bị kịch bản hay gì cả, nên có gì mọi người thông cảm nha. Chỉ muốn giới thiệu mọi người nhiều dòng loa biết hơn để ứng dụng cho mỗi cái mục đích khác nhau. Đây là OPTICON, thương hiệu của Đan Mạch, made in tại Đan Mạch, và có giá con này ở mức giá là 22 triệu một chiếc nha các bạn. 22 triệu một cái, rất đẹp đúng không các bạn, màu về rất là đẹp. Rồi đây cái logo của DALI, và hiện tại là bên Vũ đang làm về cái hãng DALI rất là nhiều các bạn, và đặc biệt là những dòng Onward. Đấy. Rồi ở trên đây bạn thấy cái nét cạnh thiết kế nè, bạn camera có thể quay giúp mình rất là sang, một cái dòng chữ rất là đẹp, góc cạnh nó bo rất là đẹp các bạn. Đấy, rồi và phần này là về phần gỗ, nó khoảng sâu, nó khoảng tầm 6 tấc các bạn, 10 phân. Đấy, bằng gỗ các bạn, bằng gỗ. Đấy, để bằng gỗ hoàn toàn. Và đây là mặt sau. Đấy. Rồi các bạn thấy thiết kế đúng không? Đây là để chúng ta treo loa. Chúng ta có thể treo trên, hoặc treo dưới, hoặc treo hai cái, hoặc treo ngang đều được. Nó rất là linh hoạt. Đó, hãng sản xuất họ thiết kế rất là linh hoạt. Và một cái nữa, các bạn sẽ thấy thắc mắc, nếu bình thường nếu mà chúng ta mà đi lắp đặt nhiều mà chúng ta sẽ có kinh nghiệm và chúng ta sẽ đánh giá được sản phẩm. Các bạn thấy những cái rãnh này để làm gì không các bạn? Các bạn thấy rãnh này để làm gì? Và thấy những cái rãnh này không? Những cái rãnh này á, các bạn nhìn là tưởng là thiết kế để âm học gì, thật ra không phải. Những cái rãnh này á, nó thiết kế ra để khi mà những cái vấn đề mà trong âm tường, âm vách thì chúng ta có thể luồn dây mà nó không bị lòi ra những thế này, vì nó sẽ bị cứng, làm bị nghiêng ở vách này. Mà những cái này là nó để cho chúng ta linh hoạt về dây, chúng ta có thể luồn trên, luồn trái sang phải, luồn đây. Đấy, để cho nó linh hoạt dây để không bị cứng, để cho cái mặt phẳng này với mặt tường nó sẽ thẳng hàng với nhau. Đó là cái mục đích của những cái đường rãnh này. Đấy. Đó, Vũ mở ra để Vũ phân tích cho mọi người nhìn. Vì một sản phẩm nó có nhiều cái đánh giá để hay lắm. Một cái hãng họ tính toán cho người dùng đó, thì rất là nhiều cái để đánh giá. Và những cái Những cái cấu bắt lo các bạn, nó có để icon của DALI các bạn rất là sang, để mình tháo cho các bạn xem, tháo vào luôn cho các bạn xem. Đấy. Đấy, ở trên những cái phím này các bạn, đó, rất là để chuẩn, xịn sò đúng không các bạn. Đó, và đây là cái tem của DALI. Đó, Made in Đan Mạch để các bạn thấy không, DALI OPTICON MK2. Đấy. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi mặt tiền. Bạn nào có thể mở giùm mình cái dòng này, lấy cho anh một cái, lấy dòng này giúp đi. Rồi, mình sẽ mở ra cái tấm e-căng đẹp lắm mọi người, tấm e-căng cực kỳ đẹp. Đây, bạn có thể lấy nét cận cảnh cho mình cái chất liệu vải của e-căng này đi. Thứ nhất, dày, thứ hai cái màu sắc, cái độ hoàn thiện của tấm e-căng này rất là đẹp, tuyệt vời. Nói chung là giá đắt nhưng mà rất là ngon lành. Đấy, bạn thấy chưa? Rồi mình quay mặt sau các bạn xem, một cái nhựa và những cái chân ron cao su này để giảm chấn, để giảm chấn nha các bạn. Đấy. Và cái logo này các bạn có thể xoay được nha. Đây, mình nhấn vào nó sẽ dư ra thế này và chúng ta xoay. Nếu chúng ta đặt ngang hay đặt dọc thì chúng ta sẽ tùy biến được cái logo này. Đấy, cũng là một điều linh hoạt. Đó, vì nó là những dòng lắp đặt ha. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Bây giờ đây là cái mặt trong của con này, mặt trong của DALI. Đấy, con Opticon MK2 Series. Các bạn nhìn nó rất là cao cấp các bạn. Và đây là cái chấp 2. Cái chấp 2 này á, đặc biệt các bạn, nó đạt đến được 30 kg hệt luôn các bạn. Đạt được đến 30 kg hệt luôn. Tức là rất là cao, độ phân giải của cái tần số này rất là cao so với những cái loa bình thường. Nói chung là những loa này hoặc dạng là có thể nói là những dòng có thể là chuyên về nghe nhạc hi-fi rồi các bạn. Đó, và một cái chép chung. Và đây một củ woofer. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Nó còn hẹn, nó còn lắp đặt, nó còn xuất xưởng nữa các bạn thấy nhìn không? Nó còn luôn cả những cái mảng bụi nữa các bạn. Mảng gọi là phấn á. Mảng phấn các bạn. Đấy. Nguyên serial luôn. Mình khui ra đấy, bạn thấy một mảng phấn không? Đó, mình vạch nè, đó là phấn. Đấy. DALI. Đấy. Xịn không? Bạn thấy không? Driver này. Thì cái những cái con này á, thứ nhất á, là bạn biết tại sao mình chọn cái con series này khác với trong hiện tại. Cái loa này mình đang lắp là để xem phim đó, và phòng khách nhỏ, và nhiệm vụ là của Vũ là khách đưa cho Vũ một cái căn phòng diện tích chỉ khoảng chưa tới 15 m², và làm sao để treo lo, và đặc biệt là không được solo, không được phô cái loa ra ngoài và không được chiếm diện tích cái căn phòng đó. Và đây là những cái mà mình đưa cho khách hàng của mình. Và đây là mình cho các bạn xem thêm một dòng sản phẩm, nó là đi trung bộ và mình tự ghép cho khách hàng. Đây là con Oberon phân khúc thấp hơn. Đấy. Phân khúc thấp hơn. Rồi, nó chỉ có hai, đây nó chỉ có hai đường thôi. Driver nhỏ hơn. Đó, và chỉ có một củ step thôi. Đó. Và thiết kế bên hông giống nhau, nhưng mà các bạn nhìn đi về thật ra tiền nào của đó. Cái này hiện tại nó chỉ đang có mức giá là khoảng 17 triệu một cặp. Đó. Và cái này là 22 triệu một cái. Nó chênh lệch nó nhiều, thì tương đương cái một cái này là chỉ giá nó chỉ đâu đó khoảng tầm 1/3 của con này thôi. Đấy, nên chỉ có như vậy thôi. Nên thiết kế đồ nó đương nhiên chắc chắn là về độ đẹp, độ xịn sò nó không thể bằng cái con trên đây được. Rồi, nó chỉ vậy thôi. Và hiện tại mình phân tích các bạn là hiện tại mình sẽ dùng cái con này để làm hai cái con phân left và right. Và cái con MK2 này mình sẽ tập trung làm cho nó là một cái loss, gọi là loss center. Thì vì cái phòng này mình muốn tập trung cái độ sang, và cái chất âm của cái phòng này nó nằm tập trung ở center, để cái thoại của nhân vật thì nó sẽ dồn vào đây hết. Đó, và cái lực của những cái nhân vật nói, độ dày, độ mỏng, độ ấm, độ chất của nhân vật trong cái bộ phim thì nó sẽ được vào tập trung vào con này, vì sau đó nghe nhiều nhất. Còn những cái phân như thế này mình sẽ dựa vào, nó sẽ xử lý những cái mảng mà về effect thôi. Đó, nếu mà nói về trong một bộ phim thì cái thoại là cái nghe được nghe nhiều nhất, nên mình đầu tư cho cái center này, cho cái con MK2 này. Đấy, thì nó sẽ xịn hơn. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn. Đó. Ok. Đây, mấy cái loa này các bạn có thể treo tường nè. Và cái loa này thì mình sẽ kết hợp với lại một cái màn chiếu 100 inch. Ở đây đo cho các bạn xem. Đây là một màn chiếu Và màn chiếu này không phải là những cái màn chiếu khác, mà màn chiếu này là một màn chiếu thảm âm. Về chất liệu vải á, thì là nó được nhập, nhưng mà về cái khung á, là nó được tạo và được sản xuất tại Việt Nam, để giảm giá thành cho khách hàng có thể tiếp cận được cái này dễ dàng hơn. Đó. Cái khung các bạn, khung đường viền á, mình sẽ cúp tum cái khung này cho khách hàng luôn. Mình cúp tum lại, chứ còn nếu để nguyên bản là sẽ không lắp đặt được, nên phải cúp tum, mình phải nôm na là gọi là độ chế lại để làm cho nó đẹp. Đó. Ok. Cái màn này á thì nó sẽ được đặt trước cái loa này, tức là xuyên âm là sao các bạn? Tức là cái loa mình sẽ, nó giống như là một cái tấm e căng như vậy đó. Thì cái màn này là cái loa nó sẽ được giấu hoàn toàn ở sau cái màn chiếu này, và bước vào căn phòng các bạn chỉ thấy màn chiếu thôi, các bạn sẽ không thấy loa ở đâu cả. Đấy, đó là phải màn xuyên âm các bạn. Các bạn không được sử dụng những cái màn chiếu bình thường khác để giấu cái loa phía sau các bạn, là nó bị sai nha, và âm thanh nó sẽ bị nghẽn nha mọi người nha. Lưu ý, vì nếu mà đặt loa ở phía sau cái màn thì phải sử dụng một cái màn gọi là màn xuyên âm, nó sẽ chuyên dụng dành cho cái việc mà để giấu loa phía sau. Đấy. Ok. Như vậy là hôm nay Vũ có review cơ bản cho các bạn để giới thiệu các bạn dòng mà MK2 đó, hai series, nó một series cao cấp và một series tầm trung của DALI. Thì hai series này các bạn thấy nhìn rất độ hoàn thiện, nó hoàn toàn được khác nhau và giá thành cũng khác nhau luôn. Và con này là made in China và con này là made in Đan Mạch, hoàn toàn Đan Mạch luôn. Đó, các bạn có thể nhìn tổng quan về cái DALI. Ok. Căn phòng này mình sẽ bao gồm lắp luôn cả karaoke nữa, nên nếu mà một phòng phim mà lắp luôn cả karaoke thì nó sẽ show rất chi nhiều lo. Mà những phòng sang, mà những phòng xịn đa phần bây giờ họ sẽ không có show rất nhiều lo trong một căn phòng, mà sẽ luôn luôn giấu, có rất là nhiều giải pháp. Đó, thì mình sẽ làm giải pháp đó cho khách hàng của mình, và chỉ hiện thị ra, chỉ hiện tại là chỉ có loa karaoke sẽ được show ra thôi, ngoài ra tất cả trong cái căn phòng này sẽ được giấu hoàn toàn hết. Đấy. Thì mình sẽ có cái video làm cái thi công cái căn phòng đó, mình sẽ quay lại, mình sẽ cho các bạn ở xem ở những video lần sau. Bây giờ bạn thấy video này hay thì cho mình một like và share nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.